Em xin kính chào quý khách nha. Đây em quay chi tiết cho quý khách xem cái ốp chìa khóa của xe Mazda 3 đời 2020, 2021, 2022 hiện nay quý khách nhé. Sản phẩm thì nó có chất liệu thì bằng nhựa quý khách nhé. Bề mặt thì có nhúng một lớp carbon như thế này, nhìn rất là đẹp này, sang và bóng quý khách nhé. Đó. Thì nó có các cái nút nút bấm thì nó có cái miếng đế cao su như này để cho nó mình bấm cho nó mềm hơn. Đó. Thì là có một cái móc như này để mình ngóc cái chìa khóa và mình một đầu mình ngóc vào quần hoặc là treo vào đâu đó. Lắp đặt thì là mình dùng cái tô vít nhỏ như thế này. Đó, nó có sẵn như khách nhá. Để mình vặn cái thanh như này, sau đó mình gài vào cái móc chìa khóa rồi mình lại vặn nó lại. Đó. Lắp đặt thì cực kỳ dễ quý khách nhá. Địa chỉ bên shop thì là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quý khách đặt hàng mua hàng là cứ đặt trực tiếp qua các cái sàn thương mại hoặc liên hệ với shop. Rồi, bên em nhận giao hàng và ship hàng trên toàn quốc quý khách nhé. Và xin chào quý khách ạ.